Hello, em Hồng chào cả nhà nha. Xe máy Thái Bảo xin chào hết tất cả mọi người nha. Hôm nay em sẽ cập nhật dòng xe mới về của nhà em để cho khách hàng mình lên dễ xem và biết giá rồi xuống cửa hàng em mua nha. Xe về rất là nhiều để thứ bảy này em qua YouTube đó. Nãy giờ bây giờ em cập nhật những cái giá yêu thương để cho em lên YouTube xe máy Thái Bảo trước. Anh chị em nào mà có nhu cầu mua xe thì cứ vô YouTube là xe máy Thái Bảo, đăng ký bấm kênh dùm em nha, đăng ký và like dùm em đó nha, để sau này em sẽ cập nhật những cái dòng xe nào về á mới là anh chị em mình sẽ biết à, giá cả em cập nhật thì liên tục luôn nha. Đây rất là nhiều xe tầm trung luôn, cửa hàng em bán là xe tầm trung, cái giá rất là hữu nghị luôn, cái giá rất là dễ thương. Ví dụ như YA này nè, mấy cái xe này tầm của 7 triệu mấy 8 triệu là cả nhà mình sẽ có một cái xe để đi làm rồi nha. Đó, không nhiều đâu, còn mười mấy triệu thì xe sẽ rất là đẹp. Anh chị em nào muốn mua xe, ví dụ như là xe tầm cao hơn một chút thì cứ liên hệ với lại xe máy Thái Bảo, sẽ có hàng cho anh chị mình. Nhưng mà em thì em không có chiên, nhưng mà em sẽ lấy về với cái giá hữu nghị để cho anh chị mình có một cái xe giá rẻ hơn thị trường rất là nhiều luôn nha. Xe máy Thái Bảo kính chào tất cả các anh chị em cô bác gần xa nha. Hôm nay cũng Tết cũng gần đến rồi thì em sẽ cập nhật một tuần một lần, một tuần là em sẽ về xem một lần em cập nhật cái dòng xe nào em mới về em bán giá hữu nghị. Ví dụ như mà em về là em bán liền, em ra liền, ví dụ một chiếc xe em lời 500-300 ngàn thôi, nhưng mà em ra liền để cho anh chị em mình có một cái xe để đi làm. Nhầm xem em về là ví dụ như mình chưa có tu bổ gì giờ hết, bước nhập về là mình ra cho khách hàng liền là cái giá rất là dễ thương luôn. Anh chị em mình á, muốn mua xe gì thì cứ liên hệ trực tiếp số của cửa hàng là Mobi là 0908 976 995, hoặc là số 0986 944526 nha, là số của Viettel. Anh chị em cứ gọi trực tiếp cho em sẽ báo giá rồi em ship đi trên tất cả các tỉnh thành nha. Tất cả chỗ nào em cũng ship giá cả, thì tiền ship đây thì anh chị em mình sẽ thương lượng sau. Anh ơi, anh báo giá cho khách đi anh. Mexico này nè, Mexico này em cũng mới về hồi tối luôn. Đây, dự tính em cũng mới về luôn. Ông xã em sẽ báo giá cho cả nhà mình sau nha. Em chỉ quay sơ cho cả nhà mình. Em cái này là em không có phát trực tiếp. Em qua lên YouTube xong rồi anh chị em mình muốn mua nó thì cái điện thoại trực tiếp của số điện thoại là 0908 976 995 hoặc là 0986 944526 nha. Cái điện thoại trực tiếp là sẽ có người trả lời và những chiếc xe nào anh chị báo giá nha. Ông xã em sẽ nói giá từng chiếc một nha. Hello, chào mọi người, chào mọi buổi sáng nha, chúc ngày an lành và hạnh phúc nha. Hôm nay đã bảo sẽ comment lên anh chị em mình nhận con xe yêu thương nhất mới về, nhưng mà nhiều quá nó em lộn xộn. Hôm nay chúng ta thấy chị nha. Bây giờ em giới thiệu cho anh chị những con xe dễ thương nhất. Đây là con xe biển số 61 Bình Dương nè anh chị. Giá 12 triệu đồng nha anh chị, xe để ăn xe rút rất là đẹp tuyệt vời nha anh chị, bánh mâm. Anh chị cái xe hàng chị bán Thái Bảo nó tỉ trường để viết cho anh chị mình cùng coi và cùng biết xe này, mong anh chị chia sẻ giùm em. Rồi đây chiếc Fielder anh chị ơi, Fielder 2017 nha anh chị. Giá em bán là 15 triệu 17 triệu 500 nha anh chị, 2017 nha anh chị. Biển số Hồ Chí Minh ghi đây nha anh chị. Rồi tiếp tục. Đây em sẽ về cùng anh chị một con RS 100 màu xanh nước biển nha anh chị. Giá là 9 triệu 500 ngàn đồng, nó quay trực tiếp từ đầu cho anh chị một cùng coi chiếc xe này, thấy không? Xe này 9 triệu 500 ngàn đồng thôi, chỉ có 9 triệu 500 ngàn đồng thôi nha anh chị. Máy là cực tiền anh chị, mà mới có bình rồi chưa đổ được nha bà con nha. Xe này là 9 triệu 500 ngàn, xe còn rất là đẹp luôn, riêng nha, từ đầu đến chân nó nhìn như là cái yên nó lủng một chút, em cũng chưa có làm. Nói chung là em bán xe riêng nha, em không chưa dọn nha. Còn đây kế tiếp là một con Suzuki nha anh chị, con Suzuki 2014 nha anh chị. Anh chị nào mà có thì có xe cho em đi. 2014 anh chị, chiếc xe này bán lại giá 9 triệu 500 ngàn đồng anh chị, xe liền từ đầu luôn anh chị. Xe này mua gì chỉ có chạy thôi anh chị, bảo hành cho anh chị 1 năm nghe. Cái này là em chưa bỏ bình không có không nổ chị gì đó, thực tế nó xe quen mình như vậy đó anh chị.
nói chung là không thể diễn tả hết cùng anh chị mình được nha, Hồng Diệu. Cứ coi 9 triệu 500, này 10 triệu thì ngay cũng còn 9 triệu 500, quá tốt. Còn đây chiếc này là em bán rời chiếc FI phiên bản 2015 bánh mâm nha anh chị. Em bán, mà còn anh chị em bán 14 triệu 800 thôi, 15 năm em sale, em sale còn 14 triệu 800. Cái này là FI nha cả nhà ơi, FI 15 triệu 500, bây giờ em xã em sale cũng còn 14 tám. Một chiếc FI RSX phiên bản mới mà riêng nguyên con, đây lớp máy này, cho cả nhà mình xem lớp máy, xanh luôn, đó, bánh mâm nha. Ừ, cái có anh Pha quay cho anh chị mình coi, lo 11 rồi. Triệu cho anh Pha lốp đen kìa, rồi kìa đứng đó quay luôn đi con đâu. Em chưa xong cái đuổi ít này đã. Đây đuổi ít nha. Em mới nhập vào hồi tối nè, em chưa rửa luôn. Xe rất là đẹp, rửa ra nồi mới tanh luôn. Còn đây là một chiếc quay anh Pha lốp đen. Một chiếc quan anh pha lốc đen nha, đầu nồi chưa có rớt nha. Đây. Đây là máy cực đầy nha, nhận hỏi cho người ta. Giá chưa? Đầu chưa rớt nha, xe máy chuẩn nha, giá 11 triệu nha, chị bảo anh chị 1 năm nha. Nếu anh chị muốn hỗ trợ hồ sơ thì mang hỗ trợ hồ sơ cho anh chị mình là 1 triệu 200 ngàn đồng nha. Nhưng hồ sơ hơi chậm chút nha anh chị. Còn bây em còn khuyến mãi những phần quà hấp dẫn nha anh chị, tặng phẩm cho thứ năm rồi sẽ cũng tặng những cái món quà yêu thương khách hàng nhiều hơn. Và thay vì kiến nấu mà nhớ thì mình tặng thêm những món quà như đồng phía hai cái này nọ để mình tất niên nghe và cũng có anh chị em cũng cho thêm những xe này. Còn câu này anh? Còn có hơn Jupiter thì anh có báo giá khách hàng rồi, Jupiter thì nó hơn 8 triệu đồng biết không? Jupiter này hơn 8 triệu một chút thôi nha cả nhà ơi. Cái Jupiter nha. Còn câu này mấy triệu anh? Cái này anh con đó là con Alpha 1 con đèn, giá là 9 triệu 500 đồng. Rồi con Alpha này bánh mâm mà 9 triệu mấy nè cả nhà. Còn câu này? Câu đó là 7 triệu 9 anh chị nha. Đem rồng đây con quay A như vậy mà có 7 triệu 9 nè, con quay S nè, 7 triệu 9 luôn, hàng đồng giá của quay A 7 triệu 9 mà con chưa đài 8 triệu là mình có xe mình đi rồi anh chị. Mình tới cửa hàng còn hỗ trợ tương tác nhiều lĩnh vực nữa chứ không phải là một cái chuyện xe không, nhưng mà tư vấn cho nhiều nhiều cái như mấy này thì anh chị luôn có 1 năm luôn. Đây là con quay A215 nha chị, bán 10 triệu màu xanh nha chị, xanh ngọc nha chị. 215 bán 10 triệu. Quá rẻ. Rồi ít bánh mâm. Rồi ít bán nhiêu? Bánh mâm 10 bánh mâm. Em ra cho đâu quay những số là coi chung quay cái đầu không thì người ta thấy giỡn bánh mâm mình bán giá thì là 10 triệu 500. Từ 1 năm xem cho chị bánh mâm, hàng hiếm. Cho những số là cái giá người ta coi chứ. Đây giá thì 7 triệu 9 nè. 7 triệu 9 hàng đồng giá. 7 triệu 9 luôn. Con này 9 triệu rưỡi, 10 triệu 500 xe cũng còn 9 triệu rưỡi. Cái này cũng 8 triệu rưỡi xe cũng còn 7 triệu 9. Cái này cũng 85 xe cũng còn 79. Cái này là cái gì? À 11. 11 mà em xe cũng còn có 10 à. Này 11 năm. Xe cũng còn 10 nữa năm. Một quý vị anh chị quan tâm theo dõi clip. Cái máy của nó đã được rồi. Rồi đã được rồi, qua đây qua này cũng quay được cái con lít Sigon anh chị, lít Sigon màu trắng đỏ anh chị, em bán giá 10 triệu còn bớt chút đỉnh cho anh chị mình nghe, hàng rất là dễ thương, rất là xinh, hàng mới về luôn anh chị, em mới dùm con bữa trưa em có một cặp, em bán con 11 mấy con 10 lẻ mấy mà xe nó nhẹ giá, em bán giá dễ thương lắm anh chị, em bé đi học hay là người đi chợ đi búa đi làm công ty hay là dành cho phái nữ anh chị thì dành phái nữ mình người là dễ thương, thì màu trắng đỏ rất là đẹp nghe, rất da trắng đi màu trắng đỏ đẹp nghe anh chị. Nói chung nó rất là nhiều xe vừa quay không hết được. Em chỉ quay sơ thôi, còn cả nhà mình muốn mua xe gì thì cứ comment cho em nha. Muốn mua xe gì thì khỏi comment đi, em cứ gọi trực tiếp luôn. Đây. Một cặp Lexico nha, một chiếc Alex đầu bò. Đầu bò thì em nhiều lắm, chị em mới nhiều quá trời nhiều hơn đầu bò luôn chị. Đây đầu bò đây em báo giá cho cả nhà mình luôn là tầm cửa không? 14 năm trở lại thôi, 14 triệu trở lại là có một chiếc rồi. Máy móc mình bảo hành 1 năm. Xe đã liền băng từ băng đến băng. Rồi. Novo 4. Novo 4 thì 7 triệu rưỡi như thường lệ chị anh. Novo 4 là 7 triệu rưỡi trở lại. Quay chứ không, quay biển số đường quay ngoài, quay ngoài, quay biển số là quay ngoài. Dạ, xe, chiếc xe chú cái gì rồi?
nguyên vô cái lê xì luôn. Trời ơi, chiếc xe này mới độc lạ nè. Bê xì Đài Loan vẫn vô nguyên con xe Nhật rồi đó chị nghe. Sáng liền băng từ đầu luôn, nổ máy chạy nghe. Biển số thành phố Hồ Chí Minh nghe, quay máy đều cái biển số tới Chicago người ta coi nghe. Ở nổ nó cho máy nó được rồi, tao coi biển số đâu. Máy quá nhẹ nghe chị. Mexico thì biển số Đồng Nai nè. Đồng Nai luôn. Đồng Nai luôn. Đó. Đây. Ba con này về mới rửa luôn trong máy con này là về mới rửa hết á. Ba bốn con năm con trước nè. BC biển số Sài Gòn. Rồi ở BC này giá nhiêu? 5 triệu đồng em. 5 triệu đồng. Nguyên con máy Nhật nha, cục máy Nhật luôn nha. Ba con lấy bằng nào bao lỗ mũi luôn nha. Đó sẽ là lon gốc của máy Nhật. Xe này mua giữa đi, em bé rồi đi học rồi đó. Đẹp quá dễ thương mà. Quá đẹp. Trời ơi, Jupiter này quá chuẩn luôn, giá có 8 triệu 8 à. Mới còn 80, xe có 80 thôi. Đúng mấy. Jupiter nha cả nhà. 8 triệu 8 xe còn 80. Bà con chị có bác mình không? Hồ ghé cho 7 triệu rưỡi còn 70. 7 triệu rưỡi còn 7 triệu mấy nghe anh chị. Novo 5. Novo 5. Cái gì khó em lập đằng đi không có hoạt khó quá trời đất em. Novo 5 nè. Đây đó anh chị này quá trời này quá đúng không? Cho anh chị mình coi nha. Con này nữa hả? Đây, Elizabeth nha cả nhà ơi. 8 triệu 7 thôi, 2014 nha anh chị, xe đẹp quá trời đẹp luôn. Đây, mấy bữa có ai hỏi em Elizabeth nè. 9 triệu, 10 triệu, 10 triệu xe xuống còn 19 triệu 4. Cái này 9 triệu xe xuống còn 8 triệu 7. Ok, 9 triệu luôn. Con này là AB nha. Đây, 28. AB này hàng thường, không FI, 9 triệu. Như thường lệ 13, 8, 13 năm, Alac đồ bò. Alac đồ bò, quá đẹp. Bên đây dịch nhà em nhiều Alac đồ bò nha, em mới về nha. Nói chung là cái xe Alac đồ bò này em dám cam kết với khách hàng một điều là xe này rất là tốt, chạy ok lắm. Mày có 13 triệu mấy trăm, 14 triệu đổ lại mà có một chiếc Alac đồ bò rồi. Hồi xưa là mua cả nhà mình biết rồi, đến 40 mấy triệu mà bây giờ em bán có 14 triệu đổ lại thôi. Cả nhà mình cứ mua chiếc nào điện thoại trực tiếp cho em. Novo 5 một cặp. Novo 5 quá đẹp nha anh chị. Rồi BCX Novo 5 Alac. Novo 5 có nè, trắng có, đen có, FE nữa nè. Novo 6 nè. Novo 6 kế bên Alac, BCX Mio AB đời mới. BCX Mio ly mẫu cũ nha. Lít mẫu cũ. Novo này phiên bản đẹp tuyệt vời. Đó. Rồi. Cái này cây ủng hộ cái bà con của bác mình. Đây con X phiên bản xe X bay nghe anh chị, X bay. Suzuki X bay 8 triệu 500 ngàn đồng, xe đẹp cực kỳ nghe anh chị. Phiên bản tìm cũng có đó. Có đây. Hayate nhiêu anh? Hayate 5 triệu ngoài chút, 5 triệu lốn chút ha, đẹp. Hayate chỉ 5 triệu hơn thôi nha cả nhà. Còn Accenter 135 150 cả hàng luôn anh chị. Này là phi trường neo cả nhà nha. Phi trường neo nè. Phi chừa neo 30 mấy triệu một chiếc xe mới, bây giờ 15 năm trở lại 13 triệu 700 xe cũng còn 12 triệu, 13 triệu 200. Phi chừa neo nè, ai tìm phi chừa neo mắc cũng có, mà ai tìm phi chừa neo giá trung trung cũng có luôn nha. Cứ liên hệ trực tiếp với em nha, số điện thoại 0908 976999 và 0986944526. Accenter 135 từ 14 triệu 500 trở lên 17 triệu trở về nha cả nhà. Em chỉ báo giá sơ sơ thôi nha. Cả nhà mình muốn xem cụ thể hơn thì có thể là tối thứ bảy cả nhà mình xem cụ thể hơn nha. Còn bây giờ em chỉ báo giá, nói chung nó nhiều quá em báo giá sơ thôi. Cả nhà mình thích chiếc nào cứ điện thoại cho em, em sẽ báo giá trực tiếp cho cả nhà mình luôn, dễ hơn không? Center nè, đó Center màu xanh màu vàng. Đây Winner trắng nè, Winner này 2019 nha cả nhà. Winner rồi Accenter ra 50 hai màu trắng, màu xanh và màu này màu gì, màu này xám. Màu xám đó. Mio nhỏ ở nhà nha, Mio để mình đi chợ nha, 6 triệu mấy không, Mio để mình đi chợ nha, 6 triệu mấy. Đây Accenter nè, Accenter 16 triệu 500, em xe còn 15 triệu 500 nha. Accenter biển số 68 nha cả nhà, mình mua chiếc nào cứ gọi điện trực tiếp em nha. Nói chung rất là nhiều Vision nè. Vision 14 năm em xe cũng còn 14 nè. Vision đỏ, Vision để cả nhà mình đi chợ. Quá rẻ luôn. Đây Novo, phiên bản đẹp nhất luôn. AB 2011 luôn. Novo 6, AB đầu bò. Đây. Những xe này là em bán hết. Rồi, Novo 13 triệu 500 nha. Louis X
12.500. AB rồi con 67 luôn. Super Dream nha, riêng nguyên con nha, riêng từ con ốc. Con 67 nó cũng vậy nha, người ta dậu rất là nhiều tiền rồi. Một con sù bo nha cả nhà ơi. Một con sù bo này, em quảng cáo sơ con sù bo của em một chút nha. À, em quảng cáo sơ con sù bo của em một chút. Nó rất kia là đẹp luôn. 67 Super Dream. Đây, em cho cả nhà mình coi nè, 67 nha. Đây, đây là hàng độc Super Dream. Có 7 cái sùa bo này, em quay sơ cho cả nhà mình xem nè. Máy nè, cục máy nè. Rất là đẹp luôn. Này của thằng em, nó dột gần cả 100 triệu. Bây giờ nó bán, nó bán lại, giờ nó không cho chạy nữa, nó bán lại nha cả nhà. Cả nhà nó thiệt, nghe cái tiếng máy sùa bo là cả nhà mình ghiền luôn, nó rất là êm. Em cực kỳ êm luôn, máy móc là nó làm đường hoàng lắm. Còn gạt đúng Suzuki luôn nha cả nhà nha. Còn đây là một con Galay nha, giá 9 triệu đồng nha. Đẹp nha. Vision AB nó nhiều lắm, em quay sơ thôi. Còn cả nhà mình muốn mua xe nào hỏi em ơi chị ơi, ở nhà mình có xe đó không, em sẽ báo giá cho cả nhà mình luôn nha. Đây con Novo NVX, con Novo NVX nha, lâu lắm rồi cả nhà ơi. Bảy mươi năm cái gì, biển số đẹp luôn. Đây biển số nè, 60 là Đồng Nai, 66 cặp, số cặp luôn đây cả nhà. 66977 đẹp quá. Con NVX, con NVX này cả nhà mình mà mua thì cứ điện thoại cho em nha, mới có 4.000 cây thôi, xe còn đẹp như xe mới luôn. Xe mới thì cả nhà biết rồi, giá xanh thanh chiếc này là chiếc là mười mấy triệu đó, 60 triệu đưa lại không có đẹp. Đây thêm một chiếc nữa anh, con này nè. Xe đi dễ thương cho học sinh đi học, đi chợ, đi búa, những bác lớn tuổi này nọ đó anh chị. Không có nhiều người hỏi em lắm, em có con màu xanh đợt trước em quay lên YouTube em bán mất tiêu rồi. Không có máy anh hỏi nữa. Mà không có về bên em, về em quên số điện thoại của em anh mất rồi. Tại vì nhiều số điện thoại của em đâu có lưu đâu. Lưu không nổi. Con này báo giá bao nhiêu anh? 90 có thương lượng em cả nhà nha. 9 triệu có thương lượng, máy móc em ru xe này nên là nó đều xe lắm. Tại vì nó hồi xưa hết chưa mà chưa dụng mà. Mở máy nghe. Không mới được hả? Rồi, con Sirius 50. Một con Sirius 50 dành cho học sinh đi học nè. Dành cho những anh chị nào không có bằng lái nha. Đây. Một con Sirius 50. Dành cho anh chị nào mà không cần bằng lái, không có bằng lái đi nha. Em bán 7 triệu 2 nha. Xe bệt đẹp lắm. Một con Sirius 50 dành cho học sinh đi học và anh chị nào không cần bằng lái. Em bán 7 triệu 2 nha. Rồi một con này cũng mới về luôn, RSX. Xe này thì không có được đẹp lắm nha cả nhà, bình thường thôi, không đẹp. Nhưng mà RSX vô ngắn này là nó có giá. Cái biển số thành phố 10 triệu xe không còn 9 triệu rưỡi nha. Con này em xe không còn 9 triệu rưỡi. Nó là máy tốt thôi chứ gì, còn nói chung là bình thường, không được đẹp lắm. Nhưng mà máy tốt. Đây. Thôi em quay sơ sơ vậy thôi, cả nhà mình có gì đồ bò hồi nãy em quay rồi. Có một đồ bò phải đựng nữa. Đây em có một con đồ bò này thì muốn đi xe đẹp thì cứ gọi trực tiếp cho em nha. Nhớ là anh chị mà nào mà muốn chơi với xe đẹp thì cứ gọi cho em là biển số 70. Mấy triệu bây giờ còn mười mấy triệu thôi chứ không có. Cứ gọi cho em là con đồ bò biển số 70 là em sẽ biết cái con nào đẹp nhất nhà em rồi nha. Cứ gọi cho cửa hàng Thái Bảo là nó là con đồ bò 70 là em sẽ báo giá cho, nó rất là đẹp luôn. 68 đuôi quay đưa biển số 68 đuôi. Đó. 1308 nha. Nó đẹp lắm luôn. Cực đẹp luôn. Đây. Em quay sơ theo cả nhà nha. Ai mua xe thì nhớ là ghé xe máy Thái Bảo nha, xe máy Thái Bảo để ủng hộ vợ chồng em với nha. Ai cần những dòng xe nào thì cứ liên hệ với em trực tiếp qua số điện thoại
xe máy Thái Bảo, số điện thoại 0908. Nói chung virus còn nhiều anh chị virus không đâu, qua quẻ trời còn nhiều lắm. Virus, tại vì virus quý vị anh chị. Thôi được rồi, anh đưa ra anh nói đi. Rất là nhiều, tại vì em còn những dòng xe virus này anh chị. Rồi Honda Future mà lắp rồi tiếp FA tất cả các anh chị cứ nhanh tay nhắc máy gọi điện thoại về cửa hàng xe máy Thái Bảo. Thái Bảo sẽ trả lời cho anh chị tư vấn trực tiếp nhiều hơn, hoặc là em ship đi xa hay chuyển đi xa cho anh chị mình. Cứ anh chị ở đâu gọi là em ship tới nơi, chị chỉ cần đưa cho em trước một đặt cọc, em trước 1 triệu thôi, chỉ khoảng 1 triệu em sẽ đưa xe tới nơi cho cô bác anh chị nghe. Rồi xe của em bảo hành là 1 năm trên 10 điểm, dưới 10 điểm bảo hành 6 tháng nha anh chị. À, là tất cả những dòng xe của em đưa ra đều bảo hành cho anh chị hết, dù nhỏ đến lớn, nhưng mà tùy theo chiếc xe, có nhiều chiếc xe nhỏ quá thì em bảo hành tạm tạm thôi anh chị nghe. Chứ nói chung là nó không được tốt lắm đâu, nhưng mà chiếc xe trên 10 điểm tất nhiên nó phải chắc 100% rồi em bảo hành chị được 1 năm. Còn anh chị mình có theo những dòng xe của em, anh chị có thông tin cửa hàng xe máy Thái Bảo thì cố gắng theo dõi từng mang của chị chồng em và trên clip của chợ Tây Ninh, cũng như cửa hàng xe máy Thái Bảo là đương phát trực tiếp trong mỗi tuần một lần anh chị. Anh chị cứ coi vô những cái dòng xe nào mà thích yêu thích nhất là mình sẽ đưa trực tiếp qua cho anh chị những cái xe yêu thương, mình gọi đến tận tay anh chị, mình tận nơi anh chị chỉ đón lấy chiếc xe về sử dụng. Riêng xe Thái Bảo bán là chỉ có chạy nha anh chị, không bán về sửa anh chị. Ở đây mua bán hàng là bán gì xe về chạy, không bán xe về sửa. Cái tình của em là như vậy. Thì quý vị, cuối năm rồi anh chị nghe, em cũng còn nhiều cái phần quà hấp dẫn để đến với anh chị, chứ không phải là mình lấy quà để dụ anh chị đâu, không có đâu. Cái như cửa hàng bán là đúng giá niêm yết, đúng chất lượng, đúng sản phẩm theo tiêu đề của cửa hàng. Nhưng mà những cái đó là mình chia sẻ cuối năm cho những anh chị mình ở trên xa, ở gần, ví dụ em ship đi xa thì em giảm giá anh chị chút đỉnh để mua món quà tết cho em bé, hay là cho những bác già đã những ngày nọ là em sẽ ship xe đây chia sẻ cho cùng cho anh chị mình nghe. Anh chị hãy vui lòng nhúng tay chọn cửa hàng xe máy Thái Bảo, chốt cho em những con xe thương nhất để em chia sẻ cho anh chị.